Rồi, chào các bạn. Tùng giao lưu với các bạn một số cây. Video này là chắc sẽ là 4 cây các bạn. 4 cây mai bonsai mini. Giờ đỡ ban. Thì giờ các bạn mua gì chăm đỡ Tết năm nay chơi. Do tay cành thì làm cũng được 2 năm các bạn. Cây này cây số 1. Đây là mai cúc vũ cô các bạn, hay là gọi là hoàng hậu á. Thì cái này cái dáng lon hình thú các bạn, cua chữ chữ sơ rất là đẹp. Tôi đo thông số đó các bạn xem. Rồi đo thông số thử em. Đo cái chiều cao của cây gần 40 đó các bạn. Dàn tàng tàng này 35 các bạn. Kéo cái chậu thử em. Chậu lọt lòng là 27. 27 là chậu lọt lòng các bạn. Hai mặt sau của cây, cây này nhỏ nhưng mà khéo lắm, nhìn dễ thương. Rồi xây tứ diện đó bạn xem. Rồi đó, cây này nằm chậu 2 năm rồi các bạn. Cái này thì tôi cũng uống định hình lại rồi. Bây giờ các bạn chăm sóc để Tết là lạch lé rồi tháo dây là chơi hoa được rồi nha. Hàng này thì nói chung là hàng gần như là bán thành phẩm rồi, gần thành phẩm đó các bạn. Rồi tôi tiếp tục lên cây số 2. Rồi đây là cây số 2 các bạn. Cây số 2 này cũng cây nó cũng rất là già. Thì cây này hai mạch đều đẹp các bạn. Tay cành thì đang trong thời gian định hình. Cây này do ghép giống cúc vip. Hoặc là mình có thể gọi nó là tri kỷ cũng được. Đây. Thì cái hình thân này nó cỡ tầm 15 các bạn. Chậu thì 17 lọt lòng. Đo chiều cao em. Chiều cao cái này thì cũng 37 các bạn. 37. Đường kính tàng thì khoảng gần 40 á. Thì nó có hai cái tàng huyền hai bên á. Cái này được cái bộ đỡ già. Đỡ già. Cây trồng chậu lâu năm các bạn. Được vào nuôi cái chậu này cũng 2 năm. Cây rất là già cây các bạn. Thì các bạn giao lưu mấy cái cây này gì à? Chơi Tết có một số cái hoa nào đẹp các bạn. Cây này thì giá 1 triệu. Cây số 1 cũng là giá 1 triệu các bạn. 1 triệu một cây. Thì chưa có tính phí vận chuyển. Thì một cây như thế này vận chuyển khoảng tầm 200 nghìn nữa các bạn. Để đâu đó khoảng tầm 1 triệu 2 là các bạn có cây chơi ạ. Ghép giống hoa cũng đẹp. Tri kỷ. Rồi tôi sẽ chuyển sang cây số 3. Rồi tiếp theo cây số 3 các bạn. Cây đây cũng nằm chậu 2 năm rồi. Bộ đớ già, yeah, chậu đẹp. Trước tiên quay cái bộ đớ các bạn xem. Đây. Cây được uống dáng văn nhân các bạn. Cây này giống cũng là một cây mai ghép được ghép giống cúc, là cúc rồng bay.
Coi cái bộ đó rất là dè. Chậu này chắc lột làm 20. Chung là loại này về các bạn nuôi là Tết năm nay là chơi được rồi. Con này cũng giá 1 triệu các bạn. Không bao ship. Các bạn nhanh tay gọi điện thoại tuần đó mà sở hữu cái này về chơi nha các bạn. Trong video này coi nào cũng ok hết. Bạn xem kỹ tôi sẽ chuyển sang cái thứ tư. Rồi, tổng thể này các bạn. Cài rất đẹp nha các bạn. Rồi tiếp theo tôi sẽ đôi cài. Rồi đây là cài số 4 các bạn. Cài này có chiều cao là 60, dáng nó dáng tranh, dáng với nhân các bạn. Cài dè liền lạc. Cài này dao rin. Hoa thì từ 8 đến 12 cánh. Cài này rin liền lạc các bạn, làm từ cây con lên. Nên là rất là lâu rồi. Hơi già lắm các bạn. Để tôi quay cái bộ đó cho các bạn xem nha. Coi này, coi dân tranh. Chung hàng này nếu mà các bạn tết bó vào trong nhà, chỗ cỡ cầu thang các bạn, hoặc là trên một cái đôn gỗ thì trang trí thêm cho ngôi nhà mình thì nó rất là đẹp. Giờ các bạn mua gì là chăm sóc lên tết thì các bạn chơi hoa thôi. Mấy cái này thì cũng dở chăm. Rồi thì các bạn cứ thích cây nào một trong bốn cây thì đồng giá là 1 triệu một cây, thì cứ liên hệ trực tiếp với Tuân hoặc qua số điện thoại là 0348 035 888 để mà chốt cây các bạn. Có thể là các bạn mua luôn 4 cây cũng được. Nếu mà mua hết 4 cây thì tôi sẽ giảm giá cho các bạn. Rồi chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.